Dàn mỹ nhân tên anh tài sắc vẹn toàn nhưng tình duyên chắc trở. Diệp Lâm Anh lấy đại gia rồi ly hôn ồn ào. Hai nàng Quỳnh Anh cũng chẳng khá hơn. Có một điểm chung giữa các mỹ nhân tên anh của làng giải trí Việt chính là ai nấy đều nổi tiếng về tài năng lẫn nhan sắc gây thương nhớ. Thế nhưng đằng sau những cô gái ấy là những câu chuyện hôn nhân sóng gió. Diệp Lâm Anh. Khoảnh khắc bạn trai thiếu gia bất ngờ cầu hôn Diệp Lâm Anh khiến cư dân mạng không ngừng suýt xoa đây là một câu chuyện tình yêu cổ tích. Sau 2 năm yêu nhau và quyết định về chung một nhà, ai ai cũng nghĩ chuyện tình của Diệp Lâm Anh đã có một cái kết viên mãn. Thế nhưng cuối năm 2021, cư dân mạng lại được fan ngỡ ngàng trước thông tin cặp đôi đã ly thân và nguyên nhân sâu xa của chuyện đổ vỡ này là có người thứ ba xuất hiện. Trên các diễn đàn mạng tràn lan hình ảnh chồng thiếu gia của Diệp Lâm Anh tình tứ bước ra khỏi nhà của một người mẫu vào sáng sớm. Sau rất nhiều những hoài nghi, đồn đoán cuối cùng Diệp Lâm Anh và chồng đã ly hôn, mỗi người tự bước trên con đường của mình. Không suy sụp khóc than, Diệp Lâm Anh nhanh chóng tách ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, không bận tâm đến những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội để tập trung hoạt động nghệ thuật. Cuộc sống làm mẹ đơn thân của người đẹp luôn được bạn bè, người thân làm hậu phương giúp đỡ. Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh không chỉ xuất thân trong một gia đình có gia thế và từng có một thời vàng son khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 16 tuổi. Năm 2002, Hà Kiều Anh lên xe hoa cùng người chồng đại gia khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cứ ngỡ cuộc sống cung vàng điện ngọc bắt đầu thì biến cố ập đến với người đẹp khi ông xã vướng vào rắc rối kinh doanh và thuế. Cánh cửa mới mở ra khi nàng hậu xác nhận đi thêm bước nữa với người chồng doanh nhân và cuối cùng thì cuộc sống hôn nhân của người đẹp trôi qua êm đềm, viên mãn. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh là một nghệ sĩ đa tài trong diễn xuất lẫn vai trò ca sĩ. Năm 2011, cô nàng gặp và công khai hẹn hò với ca sĩ Tim sau khi cả hai có cơ hội hợp tác phim điện ảnh Bóng Ma Học Đường. Một năm sau, cặp đôi tuyên bố đã về chung một nhà và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Cát An. Tình yêu của họ khiến mọi người thầm ngưỡng mộ bởi luôn kiên định bên nhau vượt qua sự phản đối của gia đình Trương Quỳnh Anh. Thật tiếc sau 8 năm bên nhau, Trương Quỳnh Anh và Tim lại chính thức thông báo chia tay trong êm đẹp. Hậu chia tay, Trương Quỳnh Anh chọn cuộc sống trở thành mẹ đơn thân. Giờ đây, Trương Quỳnh Anh đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Người đẹp chia sẻ cô đã vượt qua được những cảm xúc tiêu cực và sẵn sàng mở lòng nếu tìm được người phù hợp. Cô vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với Tim để cùng nhau bù đắp cho con trai. Phạm Quỳnh Anh là một giọng ca sở hữu nhiều ca khúc chạm đến trái tim biết bao khán giả như Tình Yêu Cao Thượng, Bụi Bay Vào Mắt, Người Dưng Ngược Lối. Sau khi kết hôn cùng Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh tạm ngưng sự nghiệp âm nhạc để lui về chăm sóc tổ ấm. 10 năm bên nhau, gia đình Phạm Quỳnh Anh chào đón hai cô con gái nhỏ thì người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi cả hai xác nhận ly hôn. Khoảng thời gian đó, câu chuyện gia đình của Phạm Quỳnh Anh xuất hiện nhiều lời đồn đoán lỗi lầm thuộc về Quang Huy vì anh để người thứ ba chen chân vào. Ngay lập tức thông tin này được người trong cuộc lên tiếng phủ nhận. Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh trở lại sân khấu và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Dù cho chia tay ồn ào là thế nhưng cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc các con. Phạm Quỳnh Anh dần đã lấy lại cân bằng. Trái với những bài hát buồn, tâm trạng cô đơn trong tình yêu như xưa, âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh ở hiện tại tươi trẻ và giàu sức sống hơn.